Xin chào. Như các bạn thấy đó, không chỉ là phong trào hô biến nhan sắc bằng những phần mềm điện thoại, giờ là thời đại của vịt hóa thiên nga thực sự, khi công nghệ thẩm mỹ Việt Nam lên ngôi đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng với vẻ đẹp dao kéo không tì vết. Top những nhân vật vịt hóa thiên nga ngay sau đây sẽ khiến bạn ngất ngay con gà tay. Chần chờ gì nữa, hãy cùng với Thu Hương điểm qua ngay và luôn nhé. Top những nhân vật vịt hóa thiên nga thành công nhất Việt Nam. Con bóng Long Xuyên hóa kiếp mỹ nhân. Nếu có một điều ước, tôi không ước có tiền bạc, chỉ ước làm con gái một ngày thôi, có chết tôi cũng chịu. Đây là câu nói truyền cảm hứng của cô nàng chuyển giới Phan Kim Tiền. Phan Kim Tiền nổi lên như một hiện tượng giải trí nhờ các đoạn video có nội dung gay gắt nhưng lại được trình bày khá chí dỏm. Nhiều video của cô thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và cả trăm bình luận. Khi bị mọi người trêu chọc giới tính là con bóng Long Xuyên, Tiền không ngại đáp trả, đôi khi còn gay gắt. Nhưng ít ai biết đến lý do thật sự Phan Kim Tiền lại có những lời lẽ như thế. Sau những lần xù lông để bảo vệ bản thân trước dư luận xã hội, Phan Kim Tiền đã tìm đến một hướng đi mới cho bản thân, chính là sự thay đổi về thể xác. Tháng 12 năm 2019, Phan Kim Tiền bước vào ca phẫu thuật để thực hiện ước mơ sống với giới tính thật của mình. Sau hàng giờ phẫu thuật, Kim Tiền sở hữu ngoại hình nóng bỏng và cuốn hút khiến nhiều người ngỡ ngàng. Khi đã có được ngoại hình nữ tính và xinh đẹp, Phan Kim Tiền bỗng chốc nhìn nhận lại những câu chuyện quá khứ và cảm thấy mình có lỗi và mong muốn được bắt đầu cuộc sống mới. Sau cuộc phẫu thuật nâng ngực, con bóng Long Xuyên Phan Kim Tiền đã lột xác ấn tượng về ngoại hình lẫn tính cách. Nhiều người đánh giá đây là bước ngoặt cuộc đời, mở ra nhiều điều mới mẻ trong tương lai của cô. Thạc sĩ xe ôm đổi thay nhan sắc. Anh chàng này được mệnh danh là thạc sĩ xe ôm Nguyễn Duy Phương. Sinh năm 1990, gốc Ninh Thuận. Sau nhiều năm khổ sở với gương mặt bị mớm nặng, đã liều mình phẫu thuật hàm mớm cắt hai hàm để có cuộc sống như bao người bình thường. Kể một xíu về anh này, ảnh xuất thân trong gia đình khó khăn ở miền đất Ninh Thuận đầy nắng và gió. Duy Phương luôn ấp ủ giấc mơ đổi đời bằng con đường học vấn. Thế nhưng khuyết điểm hàm mớm nặng đã khiến anh chàng trở thành con người ít nói, tự ti và ngại giao tiếp. Lúc trước phẫu thuật, anh ấy có tâm sự rằng vì gương mặt hàm mớm nặng nên tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như mặt lưỡi cày, mặt khỉ. Những lúc ấy tôi vô cùng tủi thân, thậm chí ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Sau hơn 28 nồi bánh chân bị chê cười là dị dạng, cùng với ý chí thoát nghèo cháy bỏng, anh chàng thạc sĩ xe ôm đã quyết định một cú chơi lớn phẫu thuật hàm mớm. Sau phẫu thuật thành công, gương mặt của chàng trai trẻ hoàn toàn đổi khác. Tuy không đẹp trai say đắm nhưng cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Mỹ nhân chuyển giới Trần Thoại Vi. Nhân vật kế đến được nhiều người gọi là mỹ nhân chuyển giới Trần Thoại Vi, không biết có ai nghe qua chưa nhỉ? Với hình ảnh gây tò mò cộng đồng mạng trong những ngày qua, nhưng ít ai biết được rằng đằng sau những hình ảnh lung linh đó là một mảnh đời không được lung linh cho lắm. Được biết, mỹ nhân này là gái quê, sinh ra và lớn lên ở Hậu Giang. Thoại Vi là con một trong gia đình thuần nông, bởi nhìn em ấy có chút lực điền, nhưng không sao, tất cả chỉ là quá khứ thôi các bạn ạ. Mặc dù ở vùng quê nghèo, bà ngoại và mẹ vẫn đảm bảo cho Thoại Vi một cuộc sống đầy đủ nhất. Năm 12 tuổi, Thoại Vi chia sẻ những thắc mắc về cơ thể, những chuyện con gái với bà ngoại. Bà ngoại cứ nghĩ là Thoại Vi đang ở tuổi dậy thì nên tò mò là điều hiển nhiên. Nhưng đó lại chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu một điểm lờ mờ về giới tính của cô. Thế rồi sau một quá trình chật vật, trầy trật, tất bật để được sống với giới tính mơ ước, may mắn đã mỉm cười với Vi. Khi cô được chính thần tượng của mình là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tài trợ 100% chi phí phẫu thuật, cô vừa nâng ngực chuyển giới, nâng mông chuyển giới, hút mỡ để có thể có hình dáng của một người con gái thật sự. Dù trước đó có nằm mơ thì Thoại Vi cũng không dám nghĩ đến điều này. Nhờ vào ca phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ vóc dáng mà Thoại Vi giờ đây có cuộc sống trọn vẹn với hình dáng của một thiếu nữ. Cô gái quê lắm về ngày nào đã chạm đến được ước mơ làm con gái mà còn là mỹ nhân nữa chứ. Chàng chuột chuỗi hóa mỹ nam. Lại một nhân vật xứ sở Hậu Giang nữa đây. Anh chàng tên Minh Văn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được khá giả cho lắm. Từ nhỏ đến lớn, chàng trai được xem là không giống ai trong nhà, vì sở hữu gương mặt dài, hàm trên đưa ra ngoài nhiều và hở lợi nặng. Do vậy, dù là học sinh giỏi 12 năm liền, đậu đại học với số điểm khá cao, nhưng Văn lại suýt bỏ học vì bị bạn bè miệt thị trong thời gian dài. Thật là đau lòng. Nhiều đêm Văn thì thầm trong nước mắt. Cả nhà ai cũng ưa nhìn, riêng em càng lớn, hàm trên càng nhô ra đến mức khác thường. Cho nên em luôn bị bạn bè trêu chọc là thằng hô, thằng nạo dừa hay thằng chuột chuỗi.
Những lúc bị gọi như vậy, em cảm thấy buồn và tổn thương nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Sau cả giai đoạn đấu tranh tư tưởng, vượt qua các rào cản, chàng trai quyết tâm phải đẹp cho bằng chúng bằng bạn. Thế là ngày định mệnh đã đến, anh quyết tâm đi phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc đầu gặp, bác sĩ bảo anh ca này hơi khó. Tuy nhiên nhìn kỹ lại, bác sĩ cho là gương mặt của Minh Văn vốn đã có đường nét, nên chỉ cần khắc phục khuyết điểm hàm hô, ngoại hình sẽ thay đổi bất ngờ. Đây cũng là trường hợp đẹp trai nhất sau khi phẫu thuật hàm móm hàm hô mà bác sĩ từng gặp. Và rồi trời không phụ lòng người, sau ca phẫu thuật thành công, với diện mạo thanh tú như hiện tại, chàng sinh viên trẻ đã xa rời cái bóng chuột chuỗi ngày nào. Trong tương lai gần, Minh Văn hứa hẹn sẽ có một khởi đầu mới đúng như mong ước và tâm nguyện của gia đình. Lên đời hot boy nhờ thẩm mỹ. Ai rồi cũng khác, thay đổi để thấy đời đẹp hơn. Câu này là anh hot boy sĩ quan gốc Bến Tre chia sẻ đó mọi người. Anh chàng là nhân vật kế tiếp mà mình muốn nhắc đến. Anh chàng tên là Trần Khánh Du, sinh năm 1996, quê ở Bến Tre, hoàn cảnh cũng khó khăn như những nhân vật bên trên. Để mình kể cho nghe, ngay từ khi 7 tháng tuổi, Khánh Du đã sống với ông bà nội. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời, Khánh Du hiện đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân. Sẽ không có gì đáng nói nếu Khánh Du là chàng trai có ngoại hình bình thường như bao người. Nhưng không, chàng thanh niên 22 tuổi gặp khuyết điểm lớn về hàm mặt. Khánh Du chưa bao giờ dám cười lớn vì hàm răng lộn xộn với tình trạng hàm móm quá nặng, kiểu chỉ cười mỉm chi thôi đó mọi người ạ. Phải nói mỗi khi cười, gương mặt vô cùng bất cân xứng và thiếu tự tin. Đó là lý do anh rất ngại tiếp xúc và gặp gỡ bạn bè. Xong, anh bèn đem nỗi lòng của mình tâm sự với ông bà nội. Ban đầu bị phản đối, nhưng về sau do thương cháu, rồi muốn cháu nội được bằng bạn bằng bè. Thế là ông bà nội cho anh tiến tới ước mơ. Các phẫu thuật của Khánh Du thực hiện trong 5 tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy, việc trước tiên làm là anh nhìn hình ảnh của mình trong gương. Khi thấy cung hàm của mình được điều chỉnh cân đối, không còn tình trạng nhô ra ngoài, anh chàng Khánh Du xúc động và khóc như một đứa trẻ, thấy thương ghê. Sau phẫu thuật, cuộc sống của anh chàng quân nhân trẻ thay đổi ngoạn mục. Người thân, bạn bè không ai nhận ra Khánh Du của ngày nào, bởi trước mắt họ là hình ảnh một sói ca với nụ cười tự tin và tỏa nắng, bling bling. Nữ công nhân nổi tiếng sau một đêm nhờ thẩm mỹ. Cô gái có nick Facebook là Úc Quyên, bỗng chốc nổi tiếng sau một đêm trong cộng đồng mạng nhờ vẻ đẹp hút hồn sau khi phẫu thuật hàm hô. Sau khi những hình ảnh của cô gái này được chia sẻ, nhiều người vào bình luận khen ngợi, chúc mừng và có rất nhiều người hỏi về phương pháp chi phí phẫu thuật. Hiện tại khoảnh khắc này nhận được cả triệu lượt xem, hàng ngàn lượt share và lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Trước đây Tố Uyên mang khuyết điểm hàm hô từ khi thay răng sữa. Chiếc hàm hô khiến Tố Uyên gặp khó khăn trong ăn nhai, thường bị rớt đồ ăn và chảy nước miếng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật, Tố Uyên chấp nhận số phận, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Thế nhưng, chuyện gì đến rồi cũng đến, ao ước muốn đẹp luôn thôi thúc, và cái ngày cô gái U30 biến thành đẹp đã đến cản không nổi. Sau phẫu thuật một thời gian, Tố Uyên xinh đẹp và trẻ trung hơn, không còn ai nhận ra đây là cô gái già U30 của ngày xưa. Vì giờ đây, cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp không khác gì hot girl 18 tuổi. Bạn có muốn đẹp như thế không? Comment ngay bên dưới cho mình biết nha! Sau khi điểm qua những nhân vật vịt hóa thiên nga lung linh lấp lánh những vbiz Việt, bạn có thấy ấn tượng với nhân vật nào nhất? Hãy comment ngay bên dưới nha! Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!